Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với kênh Fan Family. Hai chị em mình lại ở Makarska, ở Split. Makarska, Croatia. Hôm nay cả nhà mình đi bắt đầu đi sang đến Croatia các bạn ạ. Đấy, đây là ở Makarska năm ngoái. Bây giờ mình bơi đến tối luôn. Bơi đến tối luôn. Ôi, nước mực thơm quá. Lặng xuống thì mình mới đi về. Nó đang tối. Nó đi ngủ, nhà bạn bơi tiếp. Đúng rồi. Đây thuyền hả? Cái gì em? Để đừng ngồi ngồi xem à. Đấy là tuna này. Thôi tí nữa ăn đi bố, tí nữa. Để mình chạy sang cho bố mẹ ăn. Thế có gà gì không? Muốn ăn thịt, ngày nào cũng tới. Không ăn thịt, không cần ăn rau, có sáng. Ngày nào ngon, ngày nào cũng tới á. Nước biển trong xanh các bạn ạ. Các bạn ở dưới đây nhìn ở tít dưới đáy có cá này các bạn. Tít dưới đáy này cũng cá. Đây là nhu biển. Cái gì cũng có dưới này. Nhưng mà trong các nhà bạn cẩn thận không là có mất cá 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 họng. À, ông này câu. Ông này câu rồi bé. Bé nó nhìn này. Vụt. Đấy, ông câu không được con nào. Lạ nhỉ. Tiếng ông có cá rồi. Ông ấy có mấy cái con cá thối. Để đâu? Đúng rồi, dây, dây. Có cần lấy dây nữa không? Có. Đi đưa chìa khóa đây. Mẹ đi lấy giày. Vi ơi. Cầm đi, mẹ đi lấy giày. Để đưa cái túi kia đây, đỡ phải cầm sách. Đúng rồi. Không khí ở đây nào, hai chị em cảm giác không khí nào. Hai chị em thấy. Hơi oi oi nhưng mà đẹp. Thời tiết ấm đúng không? Mỗi người thấy mùi bạch tuộc. Bạch tuộc nướng này các bạn. Ông ấy trong bát được một con nào. Ông câu con cá to, cá bé người ta không câu. Đây các bạn thấy không? Đấy, cá nhìn đứng ở trên này nhìn thấy nữa. Cẩn thận nhá. Các bạn lao xuống đây thì lao không sao nhưng mà rơi mất máy điện thoại. Hay là mình có phao. Ta có phao xuống bơi luôn. Ông cần không biết gì. Các bạn thấy nước trong không? Quắt. Chỗ này độ sâu của nó phải là 9 mét, 8 mét. Nước trong nhìn thấy đáy luôn. Những cái cây đằng sau kia là những cái dãy núi đá ngoài dạng đá vôi. Buổi chiều về đây đẹp lắm các bạn, rất là yên bình. Ở đây cách Split khoảng độ 40-45 cây số. Trước năm 2017 chưa dịch Covid thì nhà mình đã đến Split và ở đây một tuần rồi. Chứ chưa ở Makarska. Đây là phố Makarska và ngày mai là sẽ hành trình thuê tàu ra ngoài đảo Bôn. Một trong những hòn đảo đẹp nhất quá chị ạ. Cố gắng để ra quay để nghe thước phim làm kỷ niệm. Đây cũng
nhộn nhịp như là Praha bởi vì mùa du lịch. Đầu tháng 7 đây là mùa du lịch chính. Rất đông người các nước trên thế giới đây. Ở đây đẹp hơn ở Cộng hòa Séc là có biển thôi. Còn vẻ cổ kính thì không thể bằng. Này con đâu rồi? Quan tịt là bãi đỗ xe à? Đằng kia. Mình cứ nhớ là cái tàu này đi một qua cái tàu một tí là đến. Tàu điện, tàu ngầm kia con ơi. Dạ cho em combo cho mẹ cái phao kìa. Chị Đồng Ngoan combo cái phao đây này. Dạ cho chị cầm. Có được bố cầm được đi. Cầm con combo phao đi. Nặng đi anh xách ở đấy. Bạch phao kia lát nữa ra thổi thêm. Em con kiếm cái dây mà buộc cái tóc vào thôi, đừng kẹp thế nó vẫn bay đúng không? Để rất đẹp đây, Yavi. Đây là chỗ này chỗ tiếp dầu cho tàu thuyền Makarska. Hai chị em hôm nay rất là hào hứng, chưa đã ra bơi rồi giờ bơi tiếp. Đây là những cái dịch vụ cho bơi thuê thuyền. Dịch vụ cho thuê thuyền á. Em bảo gì cơ? Sóng 10 đến 12, 1 giờ đêm mới thôi, 12 giờ. Cái siêu thị Coverland này nó mở đến 23 giờ đêm ở đây. 23 giờ đêm. Nó gần đây thôi, chỉ chạy ra đây. Bơi đến tầm 9 giờ, hơn 9 giờ lúc thì lên. Không, nó không phải đây tối cơ. Kia là khách sạn Miramare 4 sao, tương đối to. Cái gì 4 sao? Không, phải có 99 sao cơ. Chắc 1.950 có luôn á. Đây, mình đi thẳng ra đây. À đây, tất cả các dịch vụ. Nóng quá, nóng quá. Nóng gió. Mật ong ấy. Đây là các cửa hàng bán đồ quần áo bơi. Đồ lưu niệm. Gola, hein? Ở đây rất nhiều là cái đồ bơi này, kính, đồ bơi, đồ lưu niệm này. Có mua cho em cái kính không? Kính à bố, kính bơi à bố? Ừ. Thôi mình có phao rồi thì không cần. Sau dịch bệnh Covid thì bây giờ trở lại
hoạt động nó trở lại bình thường, nhiều khách du lịch. Nhưng mà ở đây nó rẻ, mình đi cả ngay luôn. Khi nào mà đi học xong thì có biết đi trên nghĩa. Đi ra cái bãi tít đằng kia khác khác đi hay là hay thôi. Không tí nữa đi đến xe nó lại xa. Đấy, lúc trưa này mình ăn lúc trưa rồi. Quán nó cũng đông khách đấy. Sống về đêm. Đây là cái bãi tắm của nó. Ở đây lắm sỏi đó các bạn ạ. Đây. Sỏi nên là phải mua cái giày bơi chống sỏi. Buổi sáng thì người ta ra đây rất là đông. Xong đến trưa người ta về. Trưa người ta về người ta ngủ, ăn ngủ xong người ta tối chiều người ta lại ra. Cần gì đâu mà thấy. Đâu có mặc sẵn đồ đấy bé. Tụt quần phát là xuống mà tắm rồi chứ. Đây. Đây bãi tắm này các bạn. Quay các bạn xem. Hai con chó ra bên. Cú. Nước trong vắt các bạn. Nước dưới này, tôi nhìn thấy sỏi nhé. Đấy, lội xuống là nhìn thấy cả chân này, sỏi này. Đó lắm. Lao xuống bơi đi. Các bạn, lao xuống bơi cùng mình à. Nào em đi lao xuống đi, xong rồi, em đi xong rồi. Đi thôi. Đó đây à. Restaurant Bukti. Con ngồi xuống đi. Biển ở Croatia thì đẹp miễn bàn luôn, không có gì để chê cả. Nhưng mà cái bãi tắm thì có những bãi tắm có cát, ít bãi tắm có cát, còn toàn đại đa phần là bãi tắm có sỏi. Lao xuống đi. 30 mấy độ mày sợ lạnh à, lao ra. Sỏi này cát nó ủ nó mài đẹp chưa kìa. Ô các bạn ơi, con thử mình quá đi sao kia ra con. May mắn mẹ, mẹ nhìn nó đẹp chưa. Ôi đẹp quá. Ôi giời ơi Vi ơi, nó có tìm đấy, thật sự đấy. Sao nó mài làm sao mà được như này nhỉ. Biển nó mài. Biển nó mài. Các bạn nhìn yes. Oh yes. Để cho xem nào. Đẹp chưa. Yo nào mẹ, các bạn ơi, các bạn quay các bạn. Nhẹ nhẹ. Mình cũng cởi áo ra mình tắm đây. 3, 2, 1, nhảy xuống. Nhảy xuống. Cô đâu rồi nhỉ? Bơi đi em. Chua gì đâu, nước chua gì đâu. Dây đi lấy, dây. Cameraman, quay lại, quay tiếp. Đi tiếp sợ dây vào.
con đi xem đi. Lao xuống nào. Phi xuống đi. Phi xuống. Bơi đi. Này em bơi nè. Lạnh quá, sao tao nó lạnh thế. Không lạnh đâu, mình phải cho người xuống nó muối không lạnh đâu. Thôi. Tạm thời tắt máy để. Russia, Macau.